điều thú vị đằng sau bàn thắng quý giá giúp Phúc San nữ Việt Nam thắng Thái Lan. Trận chung kết giữa đội tuyển Phúc San nữ Việt Nam và đội tuyển Phúc San nữ Thái Lan hôm 21 tháng 11 đã diễn ra rất kịch tính. Hai đội hòa nhau không trong thời gian thi đấu chính thức. Nhưng đến hiệp phụ, có đến 3 bàn thắng được ghi. Trong đó, Nguyễn Phương Anh chính là chủ nhân của hai pha lập công, góp công lớn giúp đội tuyển Phúc San nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Thái Lan 2-1, qua đó đăng quang chức vô địch giải Phúc San nữ Đông Nam Á 2024. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào nhiệm vụ đầu tiên trong năm 2025 tại vòng loại Phúc San nữ châu Á diễn ra tại Myanmar từ 15.1 đến 19.1. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết đội dự kiến sẽ tập trung vào đầu tháng 12 tới để kịp chuẩn bị cho vòng loại châu Á, sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2025. Tại vòng loại Phúc San nữ châu Á 2025, đội tuyển Phúc San nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Đài Loan, Macau và Myanmar. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng sẽ lần lượt gặp chủ nhà Myanmar, Macau và Đài Loan vào các ngày 15, 17 và ngày 19 tháng 1 năm 2025. Cụ thể, Phương Anh là người đã mở tỷ số trận đấu ở hiệp phụ thứ nhất từ tình huống đá biên. Đội tuyển Phúc San Việt Nam bị Thái Lan gỡ hòa ở đầu hiệp phụ thứ hai. Và một lần nữa, Phương Anh lại lên tiếng đúng lúc với cú sút quyết đoán từ góc hẹp. Ấn định chiến thắng chung cuộc cho các cho gái Việt Nam. Bàn thắng thứ hai của Phương Anh vào lưới Thái Lan, ở trận chung kết giải Phúc San nữ Đông Nam Á 2024. Về hai bàn thắng giúp đội tuyển Phúc San nữ Việt Nam đăng quang, Phương Anh tiết lộ, dở bàn đầu tiên, tôi đã nói đồng đội chạy chỗ đi để tôi đá, nhưng không ngờ lại sút bóng trúng chân đối phương và có bàn thắng. Đó là may mắn rất lớn. Còn bàn thắng thứ hai đến từ bài chạy mà đội đã tập luyện, từ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Đặc biệt, Phương Anh còn cho biết điều thú vị, chạy bàn thắng thứ hai giống hệt với pha lập công của anh Phạm Đức Hòa của đội tuyển Phúc San Nam Việt Nam. Cũng ghi vào lưới Thái Lan cách đây không lâu. Phương Anh đang muốn nói đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Phạm Đức Hòa ở trận đấu mà đội tuyển Phúc San Nam Việt Nam đã ngược ngoạn mục để đánh bại đội tuyển Phúc San Nam Thái Lan với tỷ số 3-2 hôm 6 tháng 11 tại giải Phúc San Đông Nam Á 2024. Bàn thắng của Phạm Đức Hòa vào lưới Thái Lan ở giải Phúc San Nam Đông Nam Á 2024. Nguyễn Phương Anh là ngôi sao sáng trong đội hình của đội tuyển Phúc San nữ Việt Nam đăng quang chức vô địch giải Phúc San nữ Đông Nam Á 2024. Cầu thủ sinh năm 1999 là chân sút xuất sắc nhất giải, giành danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng. Những danh hiệu này sẽ là động lực rất lớn để bản thân tôi nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Phương Anh cho biết. Phương Anh cùng các đồng đội sẽ bước vào hành trình chinh phục vòng loại Phúc San nữ châu Á 2025 từ ngày 15 tháng 1 năm 2025. Tại vòng loại này, đội tuyển Phúc San nữ Việt Nam nằm ở bảng D, chạm trán với Myanmar, Đài Loan và Macau. Nguyễn Phương Anh được xem là người hùng của đội tuyển Phúc San nữ Việt Nam.